hợp đồng. Tổ hợp giải pháp chọn gói này cho phép chúng tôi hỗ trợ toàn diện chiến lược xanh hóa của khách hàng tại mỗi giai đoạn, huy động tài chính, thiết kế, thi công lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng. Why should you use Palma for your project? Because we have a proven track record for high performance and reliability across various projects. Our passion, our expertise, our excellent service guarantee innovation and tailor-made solutions for your specific project. Some of our customers, VSIP, Semcorp, Fraser, Amata, MWG, Michelin, Intel, and Novaland, and many, many more. In conclusion, Palma Group is the perfect partner for you. Thành lập năm 1999, công ty Dafaco không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực dây cáp điện. Với hai thương hiệu nổi tiếng Lyon và Dafaco, được khách hàng, đối tác tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm. Hợp đồng của anh sẽ ký đến năm 2032, thỏa thuận nhằm hạn chế bớt tác động từ luật công bằng. Và xin chào mừng quý vị và các bạn khán giả, chúng ta đã đến với sân đá Bách Khoa trong buổi sáng ngày hôm nay và sẽ cùng theo dõi trận thi đấu trong khuôn khổ của giải bóng đá BK Champions League 2024 lần này. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đó là BK 99XD trong trang phục áo trắng, quần đen, tất trắng đang bảo vệ các bạn bên phía tay phải của màn chúng ta ở hiệp thi đấu thứ nhất. Và đối thủ của họ ở trận đấu này sẽ là các đội bên phía DDR204 với trang phục áo hồng, quần đen, tất cam. Cuộc đối đầu ngày hôm nay sẽ được diễn ra ở trên sân đá Bách Khoa. Và như vậy thì lúc này hiệp 1 của trận đấu cũng đã được bắt đầu sau tiếng còi của Ứng Trọng Tài Chính. Và để tiện cho quý vị và các bạn đã theo dõi cuộc đối đầu ngày hôm nay giữa hai đội bóng này thì tôi sẽ xin giới thiệu sơ qua danh sách đăng ký mà hai đội đã mang đến cho trận đấu cuộc khuôn khổ của giải bóng đá BK Champions League 2024 lần này. Về phía cá thủ BK trên SD với trang phục áo trắng ngày hôm nay sẽ gồm có người chấn giữ trong khuôn khổ đang là thủ môn áo số 22, đó là Tấn Sinh. Các cầu thủ còn lại gồm có số 4 Trung Phiêu,
số 86 Vũ Tâm, số 12 Nam Phương, 25 Văn Lệ, số 15 Bá Đào, số 3 Thành Công và cầu thủ ma số 21 đó là Viết Trình. Về phía cầu thủ DD24 trong trang phục áo hồng ngày hôm nay sẽ gồm có các thủ như sau. Đang chấn giữ trong gỗ là thủ thành màu số 1 đó là Nguyễn Linh, số 30 Ngọc Lại, số 8 Quang Huy, 38 Triệu Tuấn, số 5 Quốc Khánh, số 93 Thiên Thịnh, 18 Văn Đồng, 15 Thanh Hoàng và cầu thủ số 6 đó là Tấn Long. Như vậy thì đó là toàn bộ danh sách đăng ký và ra sân thi đấu chính thức của các thủ binh của hai đội BK DD và DD24. Trận đấu ngày hôm nay đã được chúng tôi phát sóng lại trực tiếp ở trên fanpage của kênh truyền thông đó là bóng đá Phủ Bì Tây. Kính mời quý vị và các bạn khán giả đón theo dõi cuộc đối đầu trong trận đấu đầu tiên tại sân đá Bách Khoa và khuôn khổ của giải đá BK Champions League 2024 lần này. Trong những phút thi đấu đầu tiên thì cả hai đội bóng đang chơi với một lối chơi an toàn và cũng quá đẩy nhanh tốc độ để mang đến những pha tấn công nhanh nhất ở thời điểm lúc này. Bây giờ Đà Lạt thì kiểm soát dành cho bên phía BK trên đến đây. Bóng được đưa đến vị trí của người đội trưởng mà số 86. Cơ hội kiểm soát bóng ở khoảng thời gian đầu tiên đến từ các đội bên phía BK trên đến đây. Và bàn bật đập nhà bóng ngắn vẫn đang được diễn ra khá nhiều vào thời điểm lúc này. Áp sát rất nhanh đến từ các đội bên phía DD24. Rồi tấn công cho bên phía là bóng chuyền xa vào. Như vậy thì ngay pha tấn công đầu tiên mà DD24 có được thì bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay đã xuất hiện rồi. Rồi đưa ra phản dứt điểm cực kỳ chuẩn xác và rất chất lượng cho các đội bên phía đội bóng áo hồng. Và chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một tình huống bóng bật ra ở trong một pha bóng tương đối là lao bông. Thế nhưng đã được các thủ bên phía đội bóng DD24 tận dụng một cách chuyên đề và mang về bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay. Sau khi mà xem lại và quay chậm cho cơ hội tấn công vừa rồi mà bên phía DD24 có được thì bàn thắng đến từ vị trí của cầu thủ áo số 18 đó là Văn Đông. Cơ hội để cho mà bắt đầu mang về được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Phải đủ cả tiếp tục. Một pha phá bóng an toàn đến từ hàng phòng ngự của các đội bên phía bóng DD24. Lúc này thì quý vị và các bạn khán giả chúng ta nếu như chưa tiền có mặt ở trên khán đài của sân đá Bách Khoa, chúng ta có thể theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng BK trên DD và DD24 qua sóng live stream của chúng tôi trên fanpage của bóng đá Phú Mỹ Tây. Và đừng quên like, share cũng như là để lại những bình luận để mà có thể cổ vũ cho tinh thần chiến đấu của hai đội bóng trong trận đấu vào buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Một pha chuyền bóng về không thực sự an toàn cho các đội bên phía đội bóng BK DD24 và sau đó thì lưới của đội bóng áo trắng đã phải thêm một lần nữa rung lên với cơ hội và một tình huống trừng phạt sai lầm nơi đồng hành phòng ngự đối phương đến từ các đội bên phía đội bóng DD24. Một bàn thắng có thể nói là cực kỳ dễ dàng dành cho cầu thủ ma số 93 đó là Nguyễn Thiên Thịnh. Ta đã được xem lại pha bóng vừa rồi, một cơ hội mà chúc về đội trưởng của các đội bên phía đội bóng BK DD24 đã mắc sai lầm cho tình huống không quan sát tốt của mình ở trong đường truyền về và anh đã phải trả giá cho sai lầm vừa rồi. Hai bàn thắng đến khá sớm ở trong những phút đầu của hiệp một trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng và đó là cơ hội dành cho bên phía đội bóng DD24. Lúc này thì bóng vẫn đang lăn khá nhiều bên phần sân của đội bóng BK DD24. Đã có tiếng còi trọng tài vang lên. Một tình huống mà trọng tài Việt đã căng cờ báo có lỗi biến vị ở trong quãng đột phá vừa rồi mà các đội Việt bóng DD24 họ có được. Đội chủ nhà vượt tuyến lên phía trên.
Lúc này thì cả đội bên Việt bóng và cả chỉ đến đây sẽ cần phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều để có thể tìm kiếm lại cho đội bóng của mình những cơ hội tấn công tốt hơn. Thời gian của trận đấu trong hiệp thi đấu thứ nhất này vẫn còn khá nhiều, vẫn có cơ hội để cho các đội bên Việt đội bóng và cả chỉ đến đây có thể tìm kiếm được cơ hội lập công và ghi bàn. Một quả chèo bóng thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự, sau đó là một tình huống cố gắng để tung ra cú đánh đầu với quả dứt điểm ở khoảng cách khá xa cho cầu thủ bằng số 3, đó là thành công bên Việt Nam với cả thị trấn đi. Tình huống tranh chấp quyết liệt của các cầu thủ đôi bên ở khu vực giữa sân. Cơ hội đầu phá dành cho DD 24. Sự cố gắng cho phương án cho kia chưa được thực hiện các thành công khi mà họ phòng ngự bên kia đội bóng áo trắng đã kịp thời áp sát. Bảo xoay sang rất khéo ở cuộc trung lộ dành cho chú Phiêu. Bóng đang trong chân của Nam Phương, cố gắng để phát triển tấn công lên phía trên một cách mơ mà nhất dành cho bên phía đội bóng BK trên tiến đề và thì lúc này vẫn đang là pha xoay sở của chú Phiêu. Một tình huống kiểm soát tốt ở cùng trung tuyến để giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng trắng có thể giữ vững được quyền kiểm soát bóng trên sân. Và phù hợp cả tốt dành cho bên phía cá thuận bởi cả trên đế đề thế nhưng tình huống vừa rồi vẫn bị ngăn chặn bởi hòa phòng ngự thi đấu cực kỳ kỷ luật trong đội hình của đội bóng DD 24 và thì đúng này. Và đây sẽ là cơ hội lên bóng tấn công cho bên phía cá thuận áo hồng và khống chế bóng và cú bóng thành công của đội trưởng Thanh Hoàng. Chặt chặt rất quyết liệt. Trọng tài xác định sẽ là ném biên dành cho bên phía cá thuận áo trắng. Được chuyển bóng đến vị trí ấn của cầu thủ số 21. Lúc này thì đang là những sự cố gắng và nỗ lực dành cho bên phía đội bóng BK trên đến đây cho việc kiểm soát bóng của mình ở phần sân nha. Trước những áp lực mà bên phía đội bóng DD24 họ đang mang đến khá nhiều. Cơ hội tấn công bên phía là cánh phải đang khá chống chạy từ những đường truyền lại đi sửa lưng và làm lỡ mất một cơ hội tấn công cho bên phía đội bóng hồng mất rồi. Chặt chặt rất quyết liệt, cơ hội đột phá vẫn còn đó, dứt điểm không bao. Sự cố gắng và nỗ lực dành cho phương án dứt điểm vừa rồi. Cố gắng cho việc kiểm soát bóng đến từ các đội bên phía đội bóng bên cạnh trên đến đây. Cơ hội lên bóng tấn công cho bên phía các thủ áo trắng, một tình huống đột phá rất nhanh và lăng cánh phải dứt điểm. Cơ hội dứt điểm đã được mở ra cho cầu thủ mà số 15 đó là Bá Đào. Thế nhưng cú dứt điểm này thì vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn đó là Nguyên Linh. Và dứt điểm vẫn chưa mang đến quá nhiều độ khó cho thủ thành mà áo số 1 của các đội bên phía đội bóng DD24. Bóng bóng được treo vào. Đã là cơ hội kiểm soát bóng cho các đội bên phía đội bóng DD24 ở phần sân nhà của mình. Một pha sau kèm đột phá vượt qua người rất khéo léo dành cho đội trưởng Thanh Hoàng. Quá thăng, bóng đi quá mạnh mực rồi. Vẫn đã là sự cố gắng để cứu bóng thành công cho các đội thủ bên phía đội bóng. Cơ hội dứt điểm. Một tình huống dứt điểm cực kỳ nguy hiểm và chất lượng cho pha tấn công vừa rồi mà bên phía đội bóng DD24 họ có được. Sự cố gắng và sự quyết tâm đến từ ca thủ áo hồng đã giúp cho đội bóng này có được cơ hội tấn công hiếm hoi và chất lượng về phía của đối phương.
và đã được xem lại vào bóng vừa rồi. Để thực hiện một tình huống ném biên vào bên trong cho các đồng minh Việt bóng DDR4 vẫn đang là áp lực và sẽ cho các pha tấn công của đội bóng Hồng. Thế nhưng bây giờ sẽ là một tình huống đột phá phản công dành cho BK chỉ trên đến đây. Ở trên sân thì các đồng minh của đội bóng DDR4 sẽ chuẩn bị có sự đổi người. Sẽ đổi người đầu tiên cho trận đấu ngày hôm nay của đội bóng Hồng. Cầu thủ áo số 15, đội trưởng Thành Hoàng sẽ rời sân và dừng chỗ của mình cho người đồng đội màu, đó là cầu thủ số 79 sẽ được đưa vào sân. Chặt chặt rất quyết liệt rồi cướp được bóng tốt dành cho các đồng minh phía đội bóng áo trắng với sự cố gắng của bá đạo. Thì khu vực xung quanh của các đội bóng số 15 bên phía đội bóng áo trắng thì không có quá nhiều sự hỗ trợ đến từ vị trí của các đồng đội còn lại. Và xoay sở rất kéo, nỗ lực đột phá đã có tiếng còi rồi. Một tình huống chặt chặt rất quyết liệt đến từ nỗ lực của các đội đôi mình. Và bóng mà của đội bóng số 12 đó là Đa Phương đã xoay sở cực kỳ khéo léo và khiến cho Hà Phong Cờ bên phía các thủ ở đây để 2-4 buộc phải đưa ra phá phạm rồi. Một cơ thực hiện quả đá phạt cố định cho bên phía đội bóng BK chỉ đến đây, quyết định xuất thẳng. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành, đó là Nguyên Linh bên phía đội bóng DD24 cho quả đá phạt hàng rào vừa rồi. Để đủ cố gắng che chắn bóng của đội trưởng Hữu Tập, được áp lực cực kỳ khó chịu đến từ vị trí của Thịnh Thịnh. Vẫn đang là nỗ lực cho pha xoay sở của đội bóng số 93, được kéo. Chặt chặt rất quyết liệt. Như vậy thì tiếng còi của trọng tài chặt đúng vừa rồi đã vang lên với một tình huống mà trọng tài xác định là có lỗi để bóng chạm tay. Tại trận lúc này vẫn đang diễn ra mức độ trung bình cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng. Cả đội bình thường đội bóng VK trên đế lúc này đã dần dần lấy lại được thế trận và đang có được những phương án tấn công cũng như là đột phá tốt hơn so với khoảng thời gian thi đấu đầu tiên của mình. Một đường chuyền cố gắng đưa bóng lên phía trên nhanh chóng cho bên phía đội bóng DD24, tuy nhiên đã bị mắc bài và đây sẽ là cơ hội tấn công cho bên phía BK chỉ trên đây cao bao và tấn công rất nhanh chóng được mở ra cho các đồng minh Việt bỏ trắng với sự cố gắng của Văn Lệnh ở trong việc tiếp cận cơ bộ đối phương. Bóng được treo vào bên trong khá nguy hiểm. Áp lực lúc này đang được tạo ra rất nhiều dành cho các đội bên phía đội bóng BK chỉ đến đây ở trong những pha tấn công của đội bóng trắng tính đến thời điểm lúc này.
một đường truyền khá tốt dành cho bên kia cầu thủ áo trắng. Sự cố gắng dành cho Trung Kiều để tìm kiếm khoảng trống mà đưa ra phương án dứt điểm. Thế nhưng là khoảng không gian xung quanh của cầu thủ số 4 này là hơi hẹp. Cả hai đội bóng lúc này vẫn đang có những rất nhiều những tình huống tranh chấp ở khung giới sân. Và xoay sở rất khéo léo ở vị trí của bá đạo và sau đó là cơ hội đầu phá cho cầu thủ số 24. Tốc độ lên bóng rất nhanh cho Vĩ Trình. Vẫn đang là Vĩ Trình. Một đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên. Cơ hội dành cho cầu thủ số 93 đó là Thiên Tình. Tốc độ đột phá rất tốt và qua người rồi. Có cơ hội đối mặt thế nhưng chưa thể dứt điểm. Cơ hội tiếp theo cho pha tấn công của các đồng minh phía đội bóng VĐ24 cũng đã được mở ra. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa với sự cố gắng và nỗ lực cho pha tấn công cũng như là dứt điểm đến từ các đội binh phía đội bóng VĐ24 ở trong lượt tấn công vừa rồi. Và còi đã được tạo ra cho cầu thủ số 79 đó là Nhật Đạo. Hôm nay có bàn thắng không? Có. Vẫn đang là những áp lực cho các pha tấn công của đội bóng DD204. Rồi kiểm soát bóng tốt của Trung Phiêu. Đã là những phương án đi bóng đột phá cho các đồng minh phía đội bóng BK. Đến lúc này thì tỷ số đã là 3-0 dành cho bên phía đội bóng DD204. Và sẽ là những sự thay đổi người. Đang là những sự thay đổi nhân sự ở trên sân cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vào thời điểm này. Như vậy thì trận đấu sẽ được tiếp tục trở lại. Một cơ hội và những sự nỗ lực cố gắng đến từ các đội viên Việt bóng VK99ND. Và xoay sở cho cầu thủ số 99 đó là Thanh Phúc. Tìm kiếm cơ hội đột phá qua người. Vẫn chưa từng sở thành công cho đường đột phá vừa rồi của cầu thủ bên Việt Bóng trắng. Ngọc Anh cố gắng để đưa bóng lên phía trên cho các đội Việt Bóng về cả chiến đến đây vào thời điểm lúc này. Đường chuyển nhanh của đội trưởng Hữu Tập. Chạm chập rất quyết liệt, cố gắng đưa bóng lên phía trên. Đã có một pha để bóng chạm tay khá rõ ràng và tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên ở pha bóng cuối rồi. Cuộc đối đầu vẫn đang diễn ra với một thể trận chẳng còn và tranh chấp rất nhiều ở khu vực giữa sân và đang là một lợi thế lớn về mặt tỷ số dành cho các đội bên phía đội bóng DD24. Đã có tình huống té ngã và trọng tài chính cũng đã cắt còi cho pha bóng vừa rồi. Một tình huống cố định dành cho bên phía đội bóng DD204. Bên ngoài đường biên thì các đội bên phía đội bóng BK99ND sẽ chuẩn bị có sự đổi người. Rồi thực hiện quả đá phạt cố định cho bên phía đội bóng DD204 đánh đầu. Lúc này thì sẽ là sự thay đổi người bên phía các đội bóng BK99ND.
những tình huống cố gắng cho các pha bóng ba bậc đạp nhả liên tục được tạo ra cho có đội hình của đội bóng BK99 đến đây, và các thủ áo trắng cũng đang rất nỗ lực và cố gắng để có thể mang về cho đội bóng của mình những cơ hội để tận dụng các pha tấn công và xoay sở của đội trưởng thủ tập. Đội chuyển dành cho Bí Trinh chặt chấp và áp sát rất chủ động đến từ các thủ của đội bóng để hai đối tượng, và đây sẽ là cơ hội dành cho người đang mang tấm băng đội trưởng của đội bóng Hồng. Dứt điểm, một pha dứt điểm hơi thiếu chính xác cho tình huống đối mặt vừa rồi của cầu thủ áo số 18. Mà Văn Đồng là người đã có được cơ hội có thể nói là khá ngon ngang ở trong tình huống vừa rồi, thế nhưng chưa thể tận dụng thành công. Hơi đá tiếc trong và bóng đổ pháo và tấn công cũng như là mang đến cú dứt điểm dành cho bên phía bóng để hạ từ khi mà ba thắng chưa xuất hiện. Cố Tâm Tấn Sinh ở một nửa quãng đường trong hiệp một đã trôi qua cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng BK99 ĐĐ cũng như là bên phía đội bóng DD204. Lúc này tỷ số đang là 3-0 nghiêng về các đội bên phía đội bóng, một lợi thế tốt cho tỷ số và đang giúp cho bên phía đội bóng DD204 có được lợi thế lớn để có được 3 điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là một tình huống phát bóng lên cho bên phía bóng DD204. Tình huống mà cầu thủ bên phía đội áo hồng đã thực hiện rất nhanh chóng cho phương án phát động tấn công của mình. Bóng đã đi hết biên sau nỗ lực xoay sở và cố gắng phát triển tấn công của cầu thủ bên phía đội bóng áo hồng. Và lúc này thì đội chuyển nhắm đến vị trí của Bí Trinh và bằng bậc đập nhà của Bí Trinh cùng với đội trưởng Hữu Tâm ở phần sân nhà của mình. Vật bóng dài được quyết tâm cho nỗ lực tấn công của các đồng minh phía đội bóng bế cài đến 99 đây. Lúc này thì đội bóng áo trắng đang rất cố gắng cho những cơ hội triển khai tấn công của mình trên hàng tấn công của họ. Rất nhiều những phương án, những nhân sự mới đã được đưa vào sân cho đội hình của huấn luyện viên Chu Việt Hưng vào thời điểm lúc này. Thế nhưng những cơ hội tấn công vẫn chưa được mở ra một cách rõ nét dành cho bên phía đội bóng BK99 đi. Và phối hợp chưa hiểu ý nhau của các thủ áo trắng. Một tình huống đánh cộng chưa có được điểm đến và nhanh chóng quay trở lại với quyền kiểm soát dành cho bên phía đội bóng DD204. Chặt chặt rất quyết định. Một tình huống buộc Viết Trình phải đưa ra vừa án phá bóng ra trước áp lực đến từ các cầu thủ của đội bóng DD204. Cơ hội lên bóng tấn công và kiểm soát bóng lúc này đang thuộc về bên phía bóng BK99 đi. Các đội áo trắng đang thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực ở trong khoảng thời gian thi đấu vừa qua, thế nhưng vẫn đang gặp khó khi mà đối đầu với một đội hình thi đấu khá chắc chắn trong trận đấu ngày hôm nay, đó thuộc về đội bóng DD204. Sẽ cần rất nhiều những pha bóng mà các đồng minh phía bóng BK99 đen cố gắng chắc chiêu hơn nữa cho những cơ hội đột phá và lên bóng tấn công của mình. Chặt chặt khá quyết liệt và hơi đơn độc dành cho các đồng minh phía bóng trắng. Không có nhiều sự hỗ trợ của các
đồng đội ở khu vực xung quanh. Bây giờ sẽ là Ngũ Tâm đẩy bóng dâng cao, tuy nhiên đã để mất bóng cho tình huống vừa rồi. Nỗ lực dành cho bá đạo và sợ rớt khéo của các bạn số 15. Ngũ Tâm đường truyền dành cho thủ môn Tấn Sinh. Và bà Mận có thành công cùng với Biến Trình và tình huống này. Và vẫn đang là tỷ lệ kiểm soát bóng khá tốt cho bên phía các đội ở VK 9XD. Thế nhưng sau đó ở khu vực giữa sân và đến từ những tình huống bắt bài của Hà Cầu bên phía đội bóng DD24 thì đội bóng áo hồng vẫn có cho mình những tình huống rất chủ động để lao vào cướp bóng, mở ra những khoảng phản công chất lượng ở các tình huống tiếp theo. Đường truyền dành cho các đội bóng số 3. Sự cố gắng của thành công và các đồng đội bên phía bóng VK 9XD và thì phút này vẫn đang được mở ra khá nhiều. Rồi tấn công và quyết định xuất xa. Và những điểm từ xa vừa rồi chưa mang lại được hiệu quả cao cho đội của đội bóng VK 9XD. Bây giờ sẽ là tình huống phản công cho các đội binh phía đội bóng không? Vẫn là bị bắt bài. Thủ tập. Rồi mở bóng lên phía trên. Được cố gắng cho quãng đột phá của Trung Phèo. Qua sắc khéo và mở ra một đường truyền rất khó chịu cho tổng hợp phòng ngự của DDA4. Sẽ là sự thay đổi người đến từ các đội binh phía đội bóng DDA4 vào thời điểm này. Cơ hội dành cho bên phía BK đến đề tế dừa. Thì đúng tổng chế bóng và xoay sở dứt điểm vừa rồi của Biến Trình vẫn chưa thể mang lại được cơ hội tốt dành cho đội bóng áo trắng. Đã có tình huống tranh chấp. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Được cố gắng cho việc kiểm soát bóng ở phần sân nhà của các đội binh phía đội bóng DD24. Nỗ lực xoay sở vừa rồi là của Quốc Khánh và bóng đang có mặt ở cùng dưới sân với những tình huống tranh chấp rất quyết liệt của các thủ đôi bên. Cơ hội đầu phá và tìm đến vị trí của đội trưởng Văn Đông, dứt điểm vẫn chưa thể là một cú dứt điểm chuẩn xác. Rồi dành cho Roma số 18 thêm một lần nữa để có được pha đối diện trực tiếp với khung thành của thủ môn đối phương. Và vận thắng vẫn đang thuộc về thủ thành mà số 22 đó là Võ Tấn Sinh. Còn trên sân thì các đội của đội bóng VK TDD sẽ có những sự thay đổi nhân sự của mình. Bóng bóng, cơ hội bắt qua đây ngay. Chưa có được bàn thắng cho phương án tấn công vừa rồi mà bên phía bóng DD24 họ có được một tình huống dành cho cầu thủ vừa mới tung vào sân thay người bên phía các thủ áo hồng. Đường truyền vẫn đến vị trí của Thanh Liệp, vẫn đang là cơ hội đột phá cho DD24. Chặt chặt khá quyết liệt. Cơ hội đi bóng dọc biên và có một pha vớt bóng lên phía trên khá tung. Bản tin là trong tình huống bước tập tiếp theo của số 47 bên phía BK TDD đó là Phạm Sắc. Thì anh vẫn chưa thể vượt qua được cầu thủ phòng ngự của đội bóng DD24. Thủ môn Tấn Sinh đã lao ra. Một tình huống ra vào rất chủ động cho thủ thành bên phía các thủ ở BK TDD.
Lúc này thì đội bóng áo trắng vẫn đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng kết nối các tuyến lại với nhau trên hàng công. Một quả đá phạt đã được thực hiện rất nhanh chóng ở phần sân nhà cho bên phía đội bóng BK99D. Rồi đưa bóng đến vị trí của thủ môn số 3, đó là thành công. Một cảm giác bóng chưa thật sự tốt dành cho cầu thủ bên phía đội bóng chẳng để có thể phối hợp và bàn bật đạp nhãn để có được một điều chỉnh tốt ở tình huống vừa rồi. Tấn Sinh phá bóng an toàn, chặt chặt cả quyết liệt ở khu vực dưới sân. Khu vực diễn ra rất nhiều những phá bóng giao tranh của cầu thủ đôi bên. Đây sẽ là cơ hội đột phá. Lỗi ném biên của các đội bên phía đội bóng áo trắng. Và lúc này thì bên phía các thủ về cả những trận đấu đây cũng sẽ có sự đổi người. Số 47 Phạm Sắc sẽ là cầu thủ rời sân và nhường chỗ lại cho người rồi mà áo số 11 của mình, đó là Ngọc Tuấn. Vẫn đang là những sự cố gắng và nỗ lực dành cho bên phía bóng BK99XD vào thời điểm lúc này. Rất nhiều những pha bóng mà các thủ áo trắng đang đá và đang cố gắng để có thể lấy lại được quyền kiểm soát bóng và mang đến những pha tấn công. Thủ Tâm cố gắng để phát triển một pha tấn công cho bên phía đội bóng áo trắng. Đã quá mức rồi. Tỷ số lúc này là 3-0 vẫn đang được giữ nguyên cho nỗ lực của các đồng minh Việt bóng DD24. Điều mà họ đã cố gắng để mang đến ở trong những cuộc thi đấu vừa qua. Sau khi mà có được 3 bàn thắng thì lúc này thế trận đang diễn ra tương đối tranh co cho cơ hội của cả hai đội bóng. Và bên phía DD24 họ có những cơ hội có thể nói là rõ ràng và sắc nét hơn so với đối thủ của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là những pha bóng tranh chấp rất quyết liệt, những đường truyền một chạm để mang đến những phương án tấn công nhanh chóng cho các đội bên phía đội bóng về cả chiến dịch đây. Tình huống tranh chấp chủ động của đội trưởng Hữu Tập. Cơ hội vẫn còn đó dành cho bên phía đội bóng DD24 và xử lý rất điềm tĩnh. Cố gắng ở trong phương án tiếp theo của đội trưởng Phan Đồng. Lỗi việc vị mất rồi. Một quả đá phạt lên ở phần sân nhà cho bên kia đội bóng BK99XD. Lúc này thì ở bên ngoài đường biên thì huấn luyện viên của đội bóng áo trắng đó là Chu Vi Cân vẫn đang cố gắng tuyển dụng cho các cầu thủ trên sân thi đấu một cách tốt hơn. Những sự điềm tĩnh giữ vững được thế trận và tâm lý tốt sẽ là điều tiên quyết ở trong trận đấu này dành cho các đội bên kia đội bóng BK99XD. Họ vẫn còn hiệp thi đấu thứ hai để mà có thể mang đến những pha bóng gỡ hòa. Các cơ hội tấn công của đội bóng BK99XD lúc này là có chứ không phải là không, nhưng họ chưa thể tận dụng được mà thôi.
Một cơ hội thực hiện quả đá phạt với một đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên. Bóng chưa tìm đến được vị trí của đồng đội của đội bóng DD24. Đây sẽ là tình huống phá công. Vẫn là khá khó cho những đường chuyền dài vượt tuyến đến từ các đội bình Pierre Bò chẳng. Sẽ cần phải có nhiều hơn những pha bóng phù hợp và những đường chuyền bóng tầm ngắn và trung bình cho bên phía các đội VK99D mà thôi. Đấy là áp lực. Một đường chuyền về. Một pha bóng chuyền về. Nó khá giống với những tình huống dứt điểm thẳng của các tiền đạo Việt Nam đối phương là đường chuyền về ở trong tình huống vừa rồi. Cơ hội chạm chấp. Sự cố gắng cho những phương án chạm chấp ở bên trong vòng cấm địa. Và các tình huống mà đội bóng DD24 cũng đang rất cố gắng để mang đến cơ hội dành cho hàng công của mình. Tăng sáng lên em ơi. Và mở biên nhanh của Thành Phúc. Một tình huống mở biên sang cánh đối diện cho nỗ lực lên bóng tấn công của đội bóng VK99XD. Đã tin là tình huống sau đó thì các thủ áo trắng này là một lần nữa để mất bóng. Cơ hội tấn công cho bên phía đội bóng DD24 đường chuyền vào trong. Vật bóng dài vượt tuyến. Cố gắng dành cho các đội bên phía đội bóng với cả chương trình đấy đề lúc này vẫn đang được tạo ra rất nhiều. Thế nhưng bên phía đội bóng chẳng vẫn chưa thể tận dụng tốt được những cơ hội tấn công của mình. Và xoay sở của Trung Phiêu. Các tình huống phát triển bóng dài vượt tuyến của đội bóng với cả chương trình đấy đề sẽ cần phải hạn chế nhiều hơn nữa cho khoảng thời gian thi đấu này. Khi mà vẫn chưa mang đến được độ chuẩn xác cao cho những đường chuyền dài. Trung Phiêu chạy chấp rất quyết liệt và tình huống chạy chắn tốt vừa rồi của Trung Phiêu là khá kéo léo. Cơ hội lên bóng đột phá cho phá tấn công của Trung Phiêu và các đội viên Việt Bầu VK trên đến đây. Bây giờ sẽ là mở bóng sang biên trái cho đội bào số 14. Vẫn là những sự cố gắng và sự quyết tâm đến từ cả hai đội bóng. Phản công dành cho DD24 chưa thể vượt qua được tình huống bắt bài của tuần bàn số 3, đó là Mai Thành Công. Tiếp tục là Thành Công. Những pha xử lý bóng và những tình huống phá bóng hoặc là một chạm đến từ đội bóng bởi cả chiến đề lúc này vẫn đang thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết nhất. Một cái trận giang của họ vẫn đang được diễn ra vào thời điểm này. Văn Tý. Vâng, và như vậy thì đúng lúc này tiếng còi của trọng tài cũng đã chính thức vang lên và kép lại hiệp thi đấu thứ nhất cho cuộc đối đầu giữa hai đội. Và chúng ta sẽ tạm thời nghỉ lao đôi chút và quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai sau ít phút nữa. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia thị trường carbon và cùng chính phủ thực hiện cam kết quốc tế giảm phát thải, năm 2016, Pharma Group ra đời với sứ mệnh giảm thiểu dấu chân carbon trong sản xuất kinh doanh và vận hành của các doanh nghiệp.
nhà nước và cộng đồng. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng mặt trời kết hợp với công nghệ tiên tiến nhất nhằm xây dựng hệ sinh thái mang giá trị cao, bao gồm đèn năng lượng mặt trời, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, tổng thầu EPC, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng. Đến nay, Pharma đã phục vụ hơn 10.000 bộ đèn năng lượng mặt trời cho hơn 50 dự án nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, đồng thời là nhà đầu tư và nhà thầu EPC lắp đặt hơn 100 MW peak cho các dự án của chủ đầu tư trong và ngoài nước từ Bắc chí Nam. Pharma Group là đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển dòng đèn năng lượng mặt trời liên thể, chiếu sáng ổn định đến 7 ngày mưa liên tiếp. Với lợi thế sở hữu công nghệ hiện đại và đội ngũ giàu chuyên môn, chúng tôi đem đến giải pháp chiếu sáng chuyên biệt trong từng thiết kế, giúp tối ưu chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng. Đèn đường, đèn cảnh quan, thương hiệu Pharma dần thay thế đèn truyền thống tại các dự án chiếu sáng giao thông đô thị, công viên, khu nghỉ dưỡng, đặc biệt các dự án cần chứng chỉ xanh. Pharma Group còn được biết đến là tổng thầu EPC chuẩn mực, hướng đến biểu tượng chất lượng, an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tự hào được tin chọn là tổng thầu EPC hợp tác với các tập đoàn quốc tế Capitaland, Green Dealer, Total Energy, Vset, triển khai các dự án năng lượng mặt trời trọng điểm cho các doanh nghiệp FDI, đơn vị phát triển bất động sản nhằm giảm thiểu dấu chân carbon, xây dựng nền kinh tế bền vững. Ngoài ra, Pharma Group đề xuất các gói đầu tư năng lượng mặt trời với chiết khấu cạnh tranh và đảm bảo pháp lý. Khách hàng của Pharma sẽ được sử dụng ngay nguồn nguyên liệu sạch mà không tốn chi phí đầu tư ban đầu. Hơn hết, Pharma Group còn đầu tư trạm dịch vụ trải dài khắp cả nước. Chúng tôi đem đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, theo dõi sản lượng, cam kết xử lý sự cố cho khách hàng 24/7. Khách hàng yên tâm được đảm bảo hiệu suất trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Tổ hợp giải pháp trọn gói này cho phép chúng tôi hỗ trợ toàn diện chiến lược xanh hóa của khách hàng tại mỗi giai đoạn, huy động tài chính, thiết kế, thi công lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng. Why should you use Pharma for your project? Because we have a proven track record for high performance and reliability across various projects. Our passion, our expertise, our excellent service guarantee innovation and tailor-made solutions for your specific project. Some of our customers, VSIP, Semcorp, Fraser, Amata, MWG, Michelin, Intel, Novaland, and many, many more. In conclusion, Pharma Group is the perfect partner for you. Thành lập năm 1999, công ty Dafaco không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực dây cáp điện. Với hai thương hiệu nổi tiếng Lion và Dafaco, được khách hàng, đối tác tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. Dafaco tiến bộ vượt bậc nhờ đầu tư công nghệ và thiết bị hàng đầu trong ngành, đặc biệt đến từ các nước châu Âu, cùng với nguyên vật liệu đầu vào được lựa chọn khắt khe từ các đơn vị uy tín, đảm bảo độ tinh khiết cao và các yêu cầu kỹ thuật, từ đó tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với độ bền và tính năng vượt trội. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong chuẩn hóa sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại. Dafaco áp dụng các quy trình kiểm soát và thử nghiệm nghiêm ngặt, từ việc kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào đến việc kiểm tra thường xuyên trên từng công đoạn. Cạnh đó là trung tâm kiểm soát và truy xuất dữ liệu hiện đại. Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm từ dân dụng đến công trình như dây điện dân dụng, cấp điện lực hạ thế, cấp chậm cháy, chống cháy, cấp điện kế, cấp điều khiển, dây trần, cấp vặn xoắn hạ thế, cấp chuyên dụng, sản xuất và kiểm tra, tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tiêu chuẩn quốc gia quốc tế như TCPN, IEC, PSEN, GIS, ASNZS, UL. Ngoài ra, chúng tôi là nhà phân phối chính thức đèn LED Panasonic tại Việt Nam. Là thương hiệu được tin dùng rộng rãi, Dafaco hiện có 8 chi nhánh trong và ngoài nước cùng hơn 200 nhà phân phối rộng khắp toàn quốc. Không những thế, chúng tôi còn xuất khẩu sang thị trường như Australia, Myanmar, Campuchia và nhiều quốc gia khác.
Sự tin yêu từ khách hàng là thành quả tuyệt vời nhất với chúng tôi, được minh chứng bằng các danh hiệu giải thưởng tiêu biểu. Với mục tiêu chinh phục hàng triệu người tiêu dùng trong nước và khu vực, chúng tôi cam kết luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt mong đợi của khách hàng và tích cực đóng góp cho xã hội. Dây cáp điện Lion 100% đồng nguyên chất, một thương hiệu của công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco. JustPlay, trải nghiệm khách hàng luôn là kim chỉ nam cho hành trình phát triển. Thành lập năm 2017, JustPlay nhanh chóng trở thành thương hiệu hàng đầu trong sản xuất quần áo thể thao. Tại JustPlay, mỗi bước sản xuất chúng tôi đều trau chuốt từ những chi tiết nhỏ đến tổng thể hoàn thiện của sản phẩm, từ ý tưởng thô cho đến thành phẩm cuối. Ý tưởng được phác thảo và chỉnh sửa một cách tỉ mỉ bởi đội ngũ thiết kế tại công ty. Những dự án sản phẩm mới được phát triển bởi đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ máy móc hiện đại và đào tạo. Chúng tôi sử dụng chất vải chuyên dụng cho thể thao, phù hợp với những hoạt động cường độ cao. Với các đặc tính như nhẹ, khô thoáng và hạn chế giữ nước, vải thun lạnh, thun mè interlock luôn được ưu tiên sử dụng. Áo và quần sẽ được ủi phẳng trước khi đóng gói, trước khi vận chuyển, nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi nhận sản phẩm nhà JustPlay. Chúng tôi luôn không ngừng hoàn thiện chính mình để nâng cao chất lượng hàng hóa, sự ổn định trong sản xuất và phát triển để sản phẩm luôn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Chọn JustPlay, bạn chọn chất lượng và sự khác biệt trong từng sản phẩm thể thao. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia thị trường carbon và cùng chính phủ thực hiện cam kết quốc tế giảm phát thải, năm 2016, Pama Group ra đời với sứ mệnh giảm thiểu dấu chân carbon trong sản xuất, kinh doanh và vận hành của các doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng mặt trời kết hợp với công nghệ tiên tiến nhất nhằm xây dựng hệ sinh thái mang giá trị cao, bao gồm đèn năng lượng mặt trời, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, tổng thầu. Nó tạt quá. Quay đi em. Anh vô rồi. Đưa anh. Đưa đây, hạ xuống đây. Và như vậy thì lúc này chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Sông Đá Bắt Qua để cùng đón theo dõi hiệp thi đấu thứ hai cho trận đấu trong khuôn khổ của giải đấu VK Champions ngày 2024 lần này. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, đó là VK Tennis và các đội bóng VK DD204. Trong hiệp thi đấu thứ nhất thì các đội bóng về đội bóng DD204, đội bóng đang thi đấu ở thời điểm lúc này với trang phục đó là áo hồng, thì đã có được 3 bàn thắng và giữ quyền điều đó cho đến cuối hiệp thi đấu thứ nhất với các pha lập công của số 79 Nhật Đạo, số 93 Tiến Thịnh và cầu thủ số 18 đó là Văn Đông. Và tỷ số đó cũng đang được giữ nguyên khi mà hiệp thi đấu thứ hai đã được bắt đầu. Lúc này thì ở trên sân Đà Bắc Hòa đang có một cơn mưa và cả hai đội bóng cũng đều đang cố gắng cầu nguyện hết mình cho trận đấu ngày hôm nay trong khuôn khổ của giải đấu VK Champions League ngày 2024. Họ quyết định thi đấu dưới cơn mưa này để có thể cố gắng tìm kiếm được những bàn thắng, những cơ hội và điểm số tốt nhất của mình ở trong giải đấu lần này. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì bên phía cao thủ VK Tennis Day, đội bóng ra sân thi đấu với trang phục áo trắng sẽ cần phải cố gắng rất nhiều để có thể tìm kiếm được những cơ hội tốt nhất của mình để mang đến các pha tấn công ổn định ở hiệp thi đấu thứ hai. Những tình huống và bậc gặp nhà an toàn ở phần sân nhà cho bên phía bóng DD204 được chuyển lên phía trên và xử lý và tung ra những điều chỉnh rất tốt. Còn đây là phương án đột phá đầy tốc độ cho cầu thủ số 70, cơ hội của Thanh Liêm đã có tình huống té ngã. Đã có pha bóng té ngã trong tình huống vừa rồi và tiếng còi của trọng tài chính cũng đã vang lên. Một cơ hội để thực hiện
quả đá phạt ngang rào cho cái đội bên phía đội bóng áo hồng ở thời điểm lúc này. Một tình huống cố định dành cho đội trưởng Hoàng Đồng, người đang đứng trước quả đá phạt này, một quyết định sút thẳng, bóng chưa thể vượt qua được hàng rào trắng bên kia các cầu thủ bên cạnh chiến đi. Cơ hội lên bóng tấn công cho các đội bên kia. Đội bóng áo trắng nỗ lực dành cho bên kia đội bóng VK99 đi. Đang là tình huống kiểm soát bóng cho cầu thủ số 99 đó là Thành Phúc. Lúc này thì cái đầu bên kia bóng BK thì trên đây sẽ cần phải cố gắng rất nhiều ở trong những phút thi đấu vào thời điểm lúc này. Họ vẫn đang cần cố gắng đẩy đội hình của mình lên cao và mang đến những pha tấn công chất lượng hơn. Bây giờ sẽ là một pha đá phạt cố định dành cho đội trưởng Hữu Tâm. Quả chèo bóng thẳng về phía vùng trung tâm. Thế nhưng bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ để mang đến những pha tấn công chất lượng. Lỗi bị vị rồi. Một quả ném biên sẽ được trao cho bên phía ứng cá thuận để đề 2-4. Nãy nó đỏ mà. Nãy đỏ được chút. Đầu con non. Vô mạng, vô web cũng được luôn. Nỗ lực đổ vả cho các đội bên phía đội bóng BK trên đế lúc này vẫn đang được hiện ra, thế nhờ vẫn chưa có được những pha xử lý tốt dành cho bên phía các thủ áo trắng. Rồi ném biên lúc này sẽ thuộc về các đội bên kia bóng để 2-4. Một quả ném biên thẳng vào vùng trung tâm. Cơ hội đột phá cho bên kia các đội áo hồng. Xoáy sở khoảng trống không bóng. Cơ hội tấn công đã được mở ra ở trong tình huống vừa rồi cho bên kia bóng để 2-4. Thế nhưng đã tiếc là một điểm cuối cùng lại chưa thể giúp cho cầu thủ mang số 93 đó là Thiên Thịnh để có thể mà về được 3 thắng. Được cố gắng cho bên phía đội bóng DD24. Các cầu thủ bên phía đội bóng hồng vẫn đang cố gắng tạo ra được rất nhiều những phương án
gây ra áp lực nhanh cho hàng của đối phương. Bây giờ sẽ là tình huống phản công cho đội bóng trắng, chưa được bóng chưa thể tìm đến được vị trí của vá đảo ở phía trên hàng công. Vô lại đây rồi nhưng mà đây chưa có đỏ. Nãy đây là nó rớt luôn. Cái bên này là rớt luôn. Giờ vô lại rồi nhưng mà đây chưa có đỏ lại. Con tắt lại rồi cái. Sẽ là một quả đá phạt góc cho và tấn công của các đội bên phía đội bóng DD2 đến từ vào thời điểm lúc này. Bóng được treo thẳng vào. Sẽ là một tình huống thực hiện quả đá phạt cố định cho các đội bên phía đội bóng VK99SD ở trong và tấn công vừa rồi. Thực hiện quả đá phạt cố định cho bên phía đội bóng DD24 quyết định tạo ra đường chuyền rất nhanh chóng cho các đội bên phía đội bóng Hồng ở pha tấn công vừa rồi. Các cầu thủ của cả hai bóng lúc này vẫn đang thi đấu rất cố gắng và cực kỳ nỗ lực cho những cơ hội tiếp cận với cầu thủ đối phương. Bây giờ những pha tấn công vẫn chưa được bên phía bóng với cả trên đít tấn công tốt. Nguyễn Linh sự cố gắng cho các pha tấn công của đội bóng DD24 để bóng. Bây giờ sẽ là bá đạo đột phá phản công cho đội bóng VK99SD. Phản công rất cố gắng để có được một tình huống phải sợ và cứu bóng ở trong và bóng vừa rồi đến từ vị trí của các bạn xuống ba. Lên lại mới luôn. Và trận chấp rất quyết liệt cả trận đấu của đội không có tiếng còi trọng tài, trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Cơ hội phản công lúc này đã thuộc về các đội bên phía đội bóng DD24. Cơ hội chúng ta. Cơ
Tình huống phá bóng an toàn của thủ môn đó là Tấn Sinh. Sự cố gắng của Bá Thảo để có thể lấy lại được quyền kiểm soát bóng và mở ra phản tấn công tiếp theo cho bên phía đội bóng BK trên đi. Trận đấu rất quyết liệt. Cướp bóng tốt. Bây giờ sẽ là sự cố gắng cho tình huống đột phá tấn công của đội bóng DD24. Tốc độ rất nhanh của Thanh Liêm. Vẫn đang là các đội bên phía đội bóng DD24. Chưa thể có được một tình huống đưa bóng xâm nhập vào bên trong vòng cấm địa xuống sở. Một cơ hội tấn công khá tốt đã được mở ra ở tình huống vừa rồi. Các cầu thủ của BK Hiddenid và bên kia bóng DD24 lúc này vẫn đang thi đấu đầy sự quyết tâm ở trong một trận cầu dưới cơn mưa vào thời điểm lúc này. Và xoay sở đột phá qua người rất cao cho cầu thủ bên kia bóng DD24. Cơ hội đột phá của đội trưởng mang số 18. Một tình huống mà cầu thủ này đó là Văn Đông cũng đã cố gắng để đưa ra phương án dứt điểm từ xa dành cho mình. Bóng đang đập vào chúng người của một thủ phong từ bên kia đội bóng BK Chiến đến đây và sau đó sẽ làm quả đá phạt góc cho quả tấn công mà đội bóng DD24 có được. Trên sân sẽ chuẩn bị có sự thay đổi người dành cho bên kia đội bóng áo trắng. Còn bây giờ thì trước tình huống thay đổi người đó thì sẽ là quả phong đá phạt góc cho bên kia đội bóng DD24. Còn lúc này sẽ là cơ hội đột phá cho Bá Đạo. Đang là 3-4. Rồi chào Khang. Quả ập rất cao. Nỗ lực dành cho bên phía đội bóng BK99DD. Thế nhưng chưa thể đánh bại được hệ thống Hà Phong Ngự. Trời ơi. Rất quá cảm chào mừng của đội bóng DD24 vào thì lúc này. Cầu thủ của cả hai đội bóng lúc này vẫn đang rất cố gắng và đặc biệt là sự cố gắng dành cho bên kia bóng với cả chiến đấu đây. Như vậy thì sự thay đổi người đã được thực hiện vào thời phút này dành cho các đội bên phía đội bóng áo trắng với cả chiến đấu đây. Bá Đạo sự quyết tâm và sự cố gắng cho bên kia bóng BK đến đây vào thời điểm này. Rồi phân bóng dài vô tuyến lên phía trên. Tiếng còi trọng tài đã vang lên rồi. Một tình huống mà vừa rồi trọng tài xác định là lỗi bắt bóng bên ngoài vòng cấm của thủ thành Tấn Sinh. Một tấm thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Tình huống mà trọng tài đã cần phải có được sự quan sát rất kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nói vòng tài anh. Mưa đá hư cỏ hết. Anh nói trọng tài chứ em đâu biết đâu. Anh nói bàn tổ chức á. Em đâu biết đâu. Lúc này sẽ là một quả đá phạt cố định cho bên phía các thủ môn DD24. Đội trưởng bóng đang là số 93 Thiên Thịnh và ngược rồi màu số 17
Một quyết định dứt điểm rất chất lượng đã được tạo ra cho các đồng minh PA đội bóng DD204 ở quả đá phạt nào vừa rồi. Bàn thắng tiếp tục được gia tăng cho đội bóng Hồng ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại cơ hội đưa ra phạt dứt điểm rất chất lượng của Thiên Thịnh, và điều đó cũng đã giúp cho cầu thủ số 93 có được cú đúp ở trong trận đấu này. Tranh chấp rất quyết liệt, sự cố gắng cho những nỗ lực của cả hai đội bóng vào thời điểm này vẫn đang được tạo ra. Vừa rồi là những sự thay đổi người đến từ các đồng minh của đội bóng VK99 đề, và sau đó sẽ là tình huống thực hiện quả đá phạt dành cho bên phía đội bóng DD204. Gọi ra là những nỗ lực và sự cố gắng đến từ cả hai đội bóng ở thời điểm lúc này. Rồi phát triển tấn công cho bên phía ở các đoạn về gai trên trên ít đi. Nỗ lực lên bóng tấn công dành cho bên phía các đội áo trắng lúc này vẫn đang được diễn ra khá nhiều. Thành đồ cố gắng bước tốc, dứt điểm! Chưa thể có được bàn thắng tiếp theo cho nỗ lực tấn công và những điểm vừa rồi, và cầu thủ bên phía bóng để đề hại từ vào có được. Và sự cố gắng dành cho các đồng minh của đội bóng DD204 và thì lúc này vẫn đang được mang đến rất nhiều cho các tình huống tấn công của đội bóng Hồng. Đội bóng Hồng của huấn luyện viên Chùa Cát Khánh vẫn đang tiếp tục mang đến những pha tấn công nguy hiểm về phía cầu thủ đối phương, chưa dừng lại với tỷ số 4-0 ở trận đấu này. Một câu hỏi lên bóng tấn công tiếp theo cho bên phía đội bóng DD204, sự cố gắng để đưa bóng vào bên trong. Đường truyền dành cho bán nào. Và xoay sở và cố gắng để phá bóng ra xa của cầu thủ bên phía đội bóng BK trên DD trước áp lực đến từ rất đông quân số của đội bóng DD204 và thời điểm này. Rất quả, chặt chặt cực kỳ quyết liệt, bả đạo tiếp tục cơ hội tấn công cho bên kia đội bóng
BK99 đến đây, bắt đầu mở bóng sang bên trái đang chấm chạy. Trung phiêu, Trung phiêu, kêu vào. Quá đáng tiếc cho cơ hội tấn công mà cái đầu bên kia đội bóng BK99 đến đây đã có được ở trong tình huống vừa rồi. Nguy hiểm đã tạm thời trôi qua trước thành của các đội bóng bên phía DD24. Và lúc này trên sân sẽ có sự thay đổi người. Sự thay đổi người đến ở vị trí của các đội bên phía đội bóng áo hồng. Hả? Không phải thằng nào thay thì tao tao vào thôi. Nỗ lực tấn công lúc này vẫn đã được tạo ra cho bên kia đội bóng bảy gà chín chín ít đi Tuấn ơi, cơ hội đầu pháo vừa qua, một tình huống đưa bóng bị cắt mất cung thành cho lượt tấn công vừa rồi mà thành phúc của đội bóng bảy gà chín chín ít đi đã mang đến rồi. Tấn công vẫn còn đó cho đội bóng áo trắng. Đội chủ nhà vẫn tùy lên phía trên, cố gắng cho những tình huống của ông bán vẫn bóng ngắn cho bên kia đội bóng với cả chín ít đi. Qua thời gian này thì đội bóng chẳng đã ấn dần đẩy đội hình của mình lên cao hơn và mang đến những pha tấn công chất lượng hơn. Thế nhưng họ cũng chưa thể tận dụng tốt được những pha bóng tấn công mà đội bóng áo trắng có được đến đến thời điểm lúc này. Tình huống lùi về can thiệp rất nhanh của Quang Huy. Linh số 1. Linh số 1. Rồi, dành cho đội bóng trắng. Một sự cố gắng cho Vãng bước tốc và đội bóng vừa rồi của Văn Lệ thủ môn Nguyên Linh cũng đã dâng lên rất cao rồi. Rồi tấn công của các đồng minh phía đội bóng BK GDD vừa rồi đã không được tận dụng tốt. Sẽ là sự thay đổi người đến từ đội bóng áo hồng. Như vậy đó là sự thay đổi người cho việc chấn giữ trong khung cổ của cá thủ DD24. Số 1 Nguyên Linh sẽ rời sân. Người vào sân thay thế cho thủ thành màu số 1 Nguyên Linh đó là số 86 Văn Linh. Ủa thằng Đồng đi đâu rồi Đồng? Lỗi ném biên ở trong tình huống vừa rồi của các đội bên kia đội bóng không? Một trận đấu đã dài thì giờ trong tình huống vừa rồi thì những pha bóng ra vào được sự hợp lý của các đội trên sân đã được trọng tài nhắc nhở. Áp sát rất nhanh đến tường bên phía các đường bên cạnh chỉ đến đây. Thế nhưng đội bóng DD24 vẫn có được cơ hội kiểm soát bóng. Còn bây giờ sẽ là pha tấn công cho cầu thủ số 99. Điều chuyền chạm cho trung phiêu tốc độ cầu thủ số 4. Lỗi việc vị rồi. Sẽ là sự thay đổi người đến từ các đội bên phía đội bóng không? Như vậy thì số 18 của các đội bóng DD24 sẽ được bản lĩnh rút ra nghỉ.
đội trưởng Văn Đồng sẽ rời sân để nhường chỗ lại cho Nguyễn Linh, người trước đó đã thi đấu trong vai trò là thủ môn mã số 1. Bây giờ sẽ được quay trở lại trận đấu về vị trí khác, quả trò khác của một cầu thủ thi đấu ở trên hạ tấn công. Cơ hội cho Bá Đạt giữ điểm. Một sự cố gắng của cầu thủ mà số 15 bên phía đội hình của BK trên trên ít đây. Cả thủ của BK trên trên ít đây lúc này vẫn đang rất cố gắng cho những tình huống phối hợp và lên bóng tấn công. Khoảng thời gian thi đấu vừa qua thì đội bóng trắng đã có khá nhiều cơ hội để đưa bóng tiếp cận cầu thủ đối phương. Đặc biệt là vẫn chờ thầy Tân chúng ta cầu một thôi. Được cố gắng cho tình huống xoay sở của Đông Phan. Tấn công dành cho bên phía DD Hải Tư. Tốc độ chưa tốt ở tình huống vừa rồi. Vậy thì lúc này trọng tài đã cho các đội bên phía bóng BK chỉ trên hết đề có được sự thay đổi rồi, khi mà số 15 đó là Bá Đạo sẽ rời sân và số 20 Quốc Hòa sẽ được đưa vào. Và xoay sở rất kéo, cơ hội dành cho Thanh Phúc. Tình huống quá sắc. Thanh Phúc mở bóng sang vị trái để nhờ điều chuyền vừa rồi bóng đi tầm thấp và đã bị các thủ ở bên kia bóng để hai tư bắt bài rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Nguyễn Linh. Đã có tình huống té ngã của cầu thủ số 99. Tiếng còi của trọng tài trong vòng bóng vừa rồi cũng đã vang lên. Bên ngoài đường biên thì các đội của người đề hai tường lúc này sẽ có thêm một sự thay đổi người được. Quang Huy, cầu thủ mà số 8 sẽ rời sân và số 7, 18 đó là Văn Việt sẽ là cầu thủ được đưa vào. Rồi, dứt điểm cao bóng. Và bóng nguy hiểm cho tình huống tấn công vừa rồi mà các đội bên phía bóng đội đề Hải Tư đã có được. Ta sẽ cùng xem lại quãng đá phạt nào vừa rồi khá hiểm bóng đến từ đội bóng áo hồng. Rồi lên bóng tấn công cho bên phía đây là 24. Hơi có để có được một pha chào cả tốt dành cho bên phía đội bóng không. Lúc này thì 2 phần 3 quãng đường của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua rồi và tỷ số đang là 4-0 nghiêng về đội bóng DD24 ở trong trận đấu ngày hôm nay trong khuôn khổ của giải đấu VK Champions League 2024. Cơ hội tấn công dành cho Nguyễn Linh, một quyết định cho pha dứt điểm từ xa. Quả bóng đã được cầu thủ số 99 thực hiện rất nhanh chóng ở tình huống vừa rồi. Đường chuyền đưa bóng đến vị trí của Văn Lễ. Một quyết tâm rất lớn ở thời điểm lúc này cho các đồng minh phía đội bóng với cả chiến đi đề. Đội bóng áo trắng vẫn đang cố gắng miên man cho việc kiểm soát bóng ở cục giữa sân và mang đến những pha tấn công để đưa bóng lên phía trên.
tốc độ đột phá rất nhanh, cơ hội đối mặt dứt điểm cao bóng đã đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi và cái đầu bình về đội bóng BD 204 đã có được một sự quyết tâm cho pha bóng đối mặt và dứt điểm đến từ vị trí của cầu thủ số 70 đó là Thanh Liêm. Một tình huống va chạm và tấm thẻ vàng cũng đã được trọng tài chính rút ra cho tình huống vừa rồi. Cơ hội đột phá và tấn công cho bên phía đội bóng DK99S đây. Một quyết định cho tình huống ra cho dứt điểm rất nhanh chóng ở pha bóng vừa rồi. Sẽ là sự thay đổi người đến từ các đội bên phía đội bóng áo trắng. Như vậy thì cầu thủ áo số 3 đó là Thành Công sẽ là người được Bảo Linh rút ra nghỉ và thay vào đó là cầu thủ áo số 12 Nam Phương. Bây giờ thì sẽ là cơ hội thực hiện quả đá phạt góc cho bên phía đội bóng VK99SD. Thế như đường truyền cho quả tạt vừa rồi đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự dây đặc bên kia đội bóng BD 204. Rồi đầu phá cho cầu thủ áo hồng. Vượt bóng dài vượt tuyến. Được quyết tâm và nỗ lực dành cho cầu thủ bên kia đội bóng BK trên trận đến đây, quyết định xuống sân. Cơ hội lên bóng của đội bóng áo trắng có khoảng trống rồi, dứt điểm. Vẫn chưa thể mang về được bàn thắng cho quả tấn công dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của số 4 đó là Trung Phiêu. Bây giờ sẽ là quãng đi bóng đột phá và cố gắng mang đến một quãng tấn công tốt hơn nữa dành cho bên phía bóng BD 204. Đã tiên là quả càng ngang vừa rồi đã đưa bóng đi đến đường biên của khung thành bên phía đội bóng VK99SD. Mặc dù lúc này đã chủ động chơi chậm lại, thế nhưng các đội bên phía đội bóng hồng vẫn có cho mình những phương án đột phá và mang đến các tình huống tấn công rất chất lượng. Rồi, một tình huống tranh chấp rất mạnh mẽ của các thủ hai đội trong pha bóng vừa rồi và tiếng còi cũng dài cũng đã vang lên ở tình huống đó. Nỗ lực đi bóng đầu phá tranh chấp rất quyết liệt cả cùng dưới sân. Cố gắng của Trung Phiêu để đầu phá vượt qua được hai cầu thủ bên phía đội bóng DD 204. Lợi thế cho cơ hội tấn công của BK99SD. Cố gắng cho đội bóng số 12 có khoảng trống rồi, dứt điểm vẫn chưa thể mang về được bàn thắng. Được cố gắng dành cho bên phía BK99SD lúc này đã được tạo ra rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa thể mang về được cơ hội lập công và ghi bàn cho đến thời điểm lúc này của trận đấu.
Và xử lý bóng rất khéo léo cho nỗ lực vừa rồi của cầu thủ số 25 đó là Văn Lĩnh. Cố gắng cho những pha triển khai bóng tấn công và thì lúc này vẫn đang được tạo ra rất nhiều và thời gian còn lại cũng là khá ít đội cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng BK Chiến Chiến Đến Đề và các đội viên Việt Bóng Đề 204. Cơ hội lên bóng đầu phải cho các đội viên phía đội bóng không? Đứng lại đó, đứng lại đó. Tình huống cố gắng để phát triển bóng lên còn cơ hội tấn công của các đội bên phía đội bóng BK Chiến Đến Đề. Và tình huống vừa rồi đã có một pha bóng tranh chấp đã quyết liệt và mạnh mẽ. Lúc này thì sẽ có những sự thay đổi nhân sự. Từ thay đổi người đến từ các đội viên Việt Bóng BK Chiến Chiến Đến Đề và sau đó các đội viên Đề 204 cũng sẽ có sự thay đổi người. Vâng, và như vậy thì đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã chính thức vang lên và khép lại cuộc đối đầu giữa hai đội bóng BK Chiến Chiến Đến Đề và các đội viên Việt Bóng Đề 204. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia thị trường carbon và cùng chính phủ thực hiện cam kết